Mấy em nhỏ ơi, các em vô học hỏi anh Duy kinh nghiệm đi, chứ vào cà khịa thì khó ăn anh Duy rồi. Anh hứa anh không cà khịa, anh bỏ cà khịa ơi. Bây giờ anh điều gì cũng lớn tuổi, đúng không? Rồi, xã hội này anh cũng có tầm chút, mà giờ anh đi cà khịa mấy em nhỏ thì nó không đúng cái vị thế của anh, nên chắc chắn là anh sẽ không cà khịa ai cả. Đó, thì anh đã nói rồi, những người nào chưa hiểu anh thì anh sẽ cố gắng giúp họ hiểu anh. Đó, còn họ không hiểu thì thôi kệ họ, không không quan tâm. Vậy thôi chứ, cái gì cũng vậy thôi, anh chìa ra một cái bàn tay, có bắt tay anh hay không đó là chuyện của các em. Đó là quan điểm của anh nha. Nha. Anh luôn chìa một cái bàn tay. Em có bắt tay anh hay không đó là chuyện của em. Ok. À, năm 54 nếu Mỹ không nhảy vào thì dân Việt Nam sướng rồi, không chiến tranh đau thương giờ chắc hơn Thái với Indo. Nó nhảy vô trước năm 54 ông nội. Mỹ nó me me đâu năm bốn mấy rồi. Cái vụ Bình Thuận liên quan gì tới bão lửa vậy anh? Nói chung thì bão lửa đang tin vô Bình Thuận nha. Chứ anh đâu biết bão lửa liên quan tới Bình Thuận đâu, thì anh chỉ biết là lúc mà cái vụ mà Bình Thuận nó nổ ra thì thấy cái trang fanpage bão lửa nó đăng tin nhiều. Gì hiểu anh làm gì để người ta đến nhà đe dọa à? Thì tao nói nãy giờ em nói tới nói lui được có câu đó thôi đó em. Những cái gì anh nói với em á thì nó cũng đã gọi là tận tình tận nghĩa rồi, nhưng mà cái khả năng am hiểu và cái trình độ dân trí của em á thì nó có hạn đó, nên anh cũng không nói thêm. Chúng ta khép lại vấn đề ở đây nha em. Nói chung á thì anh chỉ giúp những người nào người ta có sự cầu thị thôi, còn nếu mà họ không cầu thị thôi kệ họ, chứ giờ sao. Anh đâu có rảnh đâu, anh ngồi đó anh nói hoài. Person. Nick Facebook cá nhân xưa là Bảo Lửa, fanpage giờ Bảo Lửa nhiều admin, biết cái vấn đề đó em biết chị. Nhưng mà nói chung là hoạt động của các anh em hay là con những người nào đó thì em không bao giờ công khai. Cái vấn đề để mình biết nha. Vì sao Triều Tiên không thống nhất, trả lời nhiều lần rồi nha các bạn. Thấy anh Duy hợp với chị Mỹ Tâm hả? Nói chung thì ngày xưa anh cũng rất là nghe nhạc của chị Mỹ Tâm rất là nhiều. Chị Mỹ Tâm hình như lớn anh 1-2 tuổi gì đó. Anh rất thích bài Ước Gì mà. Anh cũng hay dùng bài Ước Gì để đi cua gái đó các bạn. Ước gì em ở đây giờ này, ước gì em cùng anh chuyện trò, và trên live của anh cũng mở nhạc cho Mỹ Tâm cho tụi em nghe mấy lần rồi đó. Nói chung á thì cái thời của anh á là cái thời năm 2000 trở đi á, thì những cái dòng nhạc lúc bấy giờ đó thì nó chiếm tâm trí của anh để anh dùng đi để gọi là tán tỉnh, để đi lãng mạn mông lung đồ vậy thôi. Nó có giai đoạn không ạ? Còn bây giờ thì anh lớn rồi, anh làm ăn này nọ kia nó nhiều việc quá thì anh không còn bay bổng nữa. Anh không có dùng nhạc để mình cua nữa, mà giờ anh cua anh dùng khác, anh cua mỗi thời nha. Mỗi thời nó có một cách tán gái khác nhau nha. Anh xin tiễn bạn Ngô Ngô Quân 3 triệu nha các bạn. Tức là bạn Ngô Quân này anh thấy trong vòng 4 5 ngày nay á thì bạn hỏi những câu sàm sàm mà nhảm nhảm không à. Không phải là bạn không biết mà bạn hỏi nhảm, tại vì bạn này có like của anh khá là nhiều lần nha. Bạn này có like của anh khá là nhiều lần chứ không phải là một lần. Bạn này biết anh cũng rất là lâu, nhưng mà bây giờ bạn tối ngày bạn ăn là bạn hỏi mấy câu sàm sàm đó, nên anh xin tiễn bạn 3 triệu thì anh cũng không cần ý kiến của các em đâu. Cái này là góc độ cá nhân, tức là anh không muốn thấy mặt cái tên này trên mạng xã hội nữa đó. Anh với bạn này không có muốn cái đường dây mối nhợ nào để làm loãng chương trình livestream của anh đó, để chương trình livestream của anh phục vụ cho những ý kiến khác, nó thiết thực hơn, nó có ích cho cuộc sống hơn, và cho những người thật sự là cần cái sự học hỏi hay là cần cái sự sẻ chia từ anh đó. Nên bây giờ anh chính thức làm cái nghi lễ mà là tiễn bạn Ngô Quân nha các bạn. Này, khi Ngô Quân đi trăm người đưa tiễn, khi Ngô Quân về kiệu tám người khiêng.
Chiếc xà lan từ từ lăn bánh chở Ngô Quân vào nghĩa địa Bình Yên. Thiên Thu Vạn Đại Bon. Em mới đọc báo, có báo nước ngoài đưa tin Việt Nam là cường quốc tầm trung. Anh thấy sao về nhận định này? Nói chung anh thấy nó hơi sớm. Nếu mà quan điểm cá nhân của anh thì anh thấy nó hơi sớm. Nếu là anh trong giai đoạn này thì anh khép mình. Anh khép mình. Thời tại từ tự như thằng đó nó nói thôi chứ anh khép mình. Thì Việt Nam mình dư sức, đúng không? Dư sức trở thành một cường quốc tầm trung trong tương lai. Nhưng mà không phải là lúc này. Mà chúng ta cũng không nên thể hiện cái quan điểm đó làm gì cả. Tại vì khi mình thể hiện cái quan điểm đó là mấy thằng xung quanh mình nó ghét. Thái Lan nó ghét, Indo nó ghét là nó phiền lắm. Nên mình cứ thu mình lại đó, để mình phát triển, mình tích lũy tư bản, để chờ một ngày nào đó mình ngạo nghễ với thế giới. Như lời bác đã dạy, sánh vai cùng các cường quốc Nam Châu. Đó, các vua hùng đã có công giữ nước đó. Thời của bác là giữ nước, thì thời chúng ta phải là xây dựng đất nước. Đúng không? Bởi vì cái câu khẩu hiệu trong những video về stream của anh là gì? Khỏe đẹp để xây dựng và bảo vệ đất nước Việt Nam. Bên anh còn tuyển người không anh? Nói chung bên anh thì lúc nào cũng còn tuyển người, nhưng mà chắc chắn anh không tuyển em nha. Thì anh nói rồi, muốn làm cho anh đó thì phải có tài, phải giỏi chút xíu. Chứ nãy giờ anh thấy em lý luận mấy câu, anh cảm thấy em không có đủ điều kiện đâu nha, chắc chắn luôn. Công ty của anh là công ty dịch vụ, đúng không? Nhân viên trên 100, nhân viên ai cũng có bằng đại học hết á, người ta cũng biết nói, người ta cũng có trình độ chuyên môn cao lắm em. Công ty dịch vụ chứ không phải công ty sản xuất, em hiểu không? Ví dụ công ty sản xuất người ta dư sức ta tuyển công nhân, còn anh là công ty dịch vụ nó lao động nó khác. Các bạn có hiểu là nhân viên của công ty dịch vụ là gì không? Bà dạ bạn đó, cái nhánh lao động phổ thông trong nhân viên trong công ty nó khá là ít đó, mà đa phần là nhánh lao động văn phòng thôi mà. Thí dụ như giờ anh hỏi em vậy, thí dụ như bây giờ là tổng cục này tổng cục kia, thí dụ người ta làm việc với công ty của anh về một cái việc gì đó, thí dụ như trong quá trình làm việc cần bổ sung hồ sơ giống như giấy tờ, thì lúc đó là nhân viên anh nó phải đại diện công ty nó mang lên, đúng không? Thì anh đâu thể nào đưa một con nhỏ mà sủ nhi mà lớ ngơ lo ngáo lên trên đó nó gặp người ta cho chết anh hả? Đó, nó là như vậy, các bạn có hiểu không? Nói tóm lại thì anh trả lời một câu chính thức từ BBT mà anh là người điều hành cao nhất. Công ty anh luôn tuyển những người có tài và có tâm đó, mà trong cái giai đoạn này em chưa đủ điều kiện để ứng tuyển. Có phải quốc gia nào mạnh lên cũng bành trướng không anh? Có thể đúng, ngoại trừ Việt Nam. Việt Nam mình thân thiện hiếu khách nha các bạn. Tính trả lời bạn Nguyễn Tiên nhưng mà nhìn bạn không được xinh gái lắm nên Duy không có động lực trả lời nha bạn. Bạn đừng comment nữa nha bạn Nguyễn Tiên. Gì vậy ba? Phải chi năm 1945 mà Liên Xô viện trợ vũ khí của phát xít Đức cho Việt Nam thì chắc không có trận Điện Biên Phủ. Trời đất ơi ông nội, ủ năm 45 mà là mình với Liên Xô chưa có thân ông ơi. Ở đâu ra? Đúng không? Bạn nên nhớ cái chiến tranh Việt Nam này là do người Việt Nam, nó người ta gặt hái thành quả. Cả thế giới nó quay lưng. Nó thiệt với bạn luôn. Không có dân tộc nào kiên cường bằng dân tộc Việt Nam đâu các bạn. Đó, cả thế giới nó quay lưng. Khổ lắm chứ mà giỡn đâu. Bạn có nhớ cái thời kỳ mà bác Hồ viết thư cho Mỹ không? Mỹ nó không biết nó có bỏ sọt rác không, nó không thành trả lời, đúng không? Xong rồi qua tới Liên Xô cũng lạnh nhạt, không có thân đó. Nên Việt Nam mình thành lập quân đội từ những cái con người đầu tiên, lực lượng vũ trang dân đó các bạn, tiền thân của quân đội nhân Việt Nam đó, bao nhiêu người thì các bạn comment đi, nó nhỏ tới chừng đó đó. Bạn nhớ là giếng nước gốc đa tiễn người ra đàn ra lính không? Xong mình đá qua hình ảnh cây đa Tân Trào, đúng không? Tân Trào nó trở thành một chứng nhân của lịch sử. Nó có cái đà chứng nhân của lịch sử mà. Vậy đó, tức là Việt Nam mình làm những việc vì người Việt Nam. Đó, khi mình làm này nọ, người ta thấy ok này nọ, người ta mới góp vốn. Nó trắng ra là như vậy.
Việt Nam mình phải start up đó bạn, không đùa đâu, đừng nghĩ là năm 45 Liên Xô viện trợ vũ khí đồ này nào không có nha, nói cho nó rõ. Bạn nói vậy giống như Việt Nam mình là không có cái gì, cái đó nó kỳ lắm bạn. Mình phải hiểu vậy nè, Việt Nam mình là làm tất cả vì người Việt Nam, và sau đó đó người Việt Nam chúng ta mới đi tranh thủ cái sự viện trợ của những cái nước trên thế giới. Người nào ủng hộ mình thì mình cảm ơn, còn người nào anti mình đó thì mình kệ mà đó, còn người nào mà giữa giữa đó thì từ từ mình lấy tình cảm. Cái đó là cách ngoại giao của Việt Nam, biết 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 biết, biết mình biết ta biết thời biết thế, đúng không? Không phải đùa đâu, những năm đầu nó khổ lắm, vẫn chơi hoài. Theo em nghĩ, nghĩ giống ngã chứ không phải giống hỏi em. Mỹ cũng giống ngã chứ không phải giống hỏi em. Theo em nghĩ Mỹ nói chiến tranh Việt Nam để truyền bá ý thức hệ tư bản thôi, chứ Mỹ đâu có chiếm của ai một tấc đất nào đâu anh Duy. Ủa giờ chiếm tiền cần gì chiếm đất? Ngộ ghê á, sao tụi em cái đầu tụi em chỉ ăn rồi biết chiếm đất không vậy ba? Đã nói là thế giới thứ hai nó chiến tranh xong là cái phong trào chiếm hữu thuộc địa nó bị sụp đổ ông bố. Ông học lịch sử mấy điểm vậy? Ngày nào cũng vô cô lai của anh Duy Nguyễn mà sao cái đầu óc mình, xin lỗi các bạn dùng cái chữ mà gọi là chữ gì cho nó nhẹ đừng giận đi trời, chữ dốt nó giận á, chữ chữ đần chắc nó cũng giận á, chữ gì ta ơi, chữ ngây ngô đi. Cho nó dễ chịu đi. Trời ơi trời, học mấy ông nội lịch sử Việt Nam phải gắn liền với lịch sử thế giới chứ không phải được tự nhiên lịch sử Việt Nam đứng mình nó trội trong vũ trụ, ok đúng không? Mà sau chiến tranh thế giới thứ hai sụp đổ kết thúc đó là cái phong trào thuộc địa kiểu cũ, là mày phải chuyển đổi là sao, tùy tụi bay đàm phán với nhau đúng không? Thế thôi nó mới ra được cái phong trào trao trả thuộc địa. Nó cái trao trả thuộc địa là gì? Bây giờ ngồi lại EQ, thí dụ như Ấn Độ với Anh đi EQ, bây giờ thấy anh mày anh cũng lỡ tay cướp nước mày lâu quá, anh cũng ăn năn cắn rứt, thôi giờ anh trả nước cho mày nghe, nhưng mà giờ mày đóng mày mày đóng thêm mày đóng bảo kê cho anh nhiều, cái nói dạ em đóng bảo kê cho anh 30% GDP. Bậy không được em, trời đất ơi, anh đâu phải ăn xin đâu đúng không? Bây giờ em thôi giờ ok, giờ mình nếu mà anh thu bảo kê của em cao quá đó thì anh bị tòa án bắt cái lỗi cho vay nặng lãi, thôi giờ anh lấy bảo kê của em 200 thôi, 20% GDP thôi, giống như là tiền viện trợ hay tiền gì đó không biết, tiền bảo bộ thường chiến tranh tiền gì đó chung mình, cái đó là lý do thôi, anh em mình ký sao đó. Rồi sau đó đúng không, tất cả những công ty tập đoàn của anh phải qua bên em hỗ trợ, anh đi với nhiệm vụ là hỗ trợ phát triển kinh tế nha, đâu mỏ dầu mỏ vàng mỏ thiết mỏ nhôm gì đâu, ngân hàng khách sạn gì đâu, là đâu đất vàng đất bạc đâu, để đưa anh về chỗ để anh ngồi đó anh bảo kê cho không mà phát nó qua nó dòm nha. Đó cái đó là cái cách trao trả thực địa và cách đàm phán giữa các nước với nhau, mỗi nước đàm phán một kiểu, ok. Vậy thì qua quay lại vấn đề Việt Nam đúng không, vậy quay lại vấn đề Việt Nam, vậy Việt Nam có đàm phán hay không, nó có trao trả thuộc địa cho Việt Nam hay không? Trả lời các bạn chắc cũng có nhẹ đúng không, có nhẹ, nhưng mà Việt Nam lúc bấy giờ đó, nó là hai bên đúng không, một bên Việt Nam quốc gia với một bên là Việt Minh, ông hiểu không? Mà thằng Pháp á, nó trao trả nữa, nó trao trả Việt Nam cho Việt Nam quốc gia, mà cái cách trao trả của nó đó là nó biến Việt Nam quốc gia thành bù nhìn, ăn sao nó ăn hết, nó chả khác cái gì cả, khác nhau cái hình thức thôi, bản chất không thay đổi đó. Thì lúc đó đó Việt Minh người ta không có chịu ông ơi, ông giải phóng ông phải đàng hoàng. Vậy thì Việt Minh với Pháp có đàm phán hay không? Có luôn, Bác Hồ cũng ra nói chuyện đàng hoàng đầu đuôi luôn. Thôi giờ ông Pháp ông dày, nói chung đó là Duy chỉ nói cho bạn hiểu thôi nha. Đó, Duy chỉ nói cho bạn hiểu thôi, chứ Duy không có tức là cái cách nói chuyện của Duy là đang diễn giả cho các bạn hiểu sơ sơ về tình hình. Nói thôi giờ ok. Bác Hồ ra nói với Pháp giờ thôi giờ vậy nha, chuyện cũ qua đi chuyện mới nó mới tới, tôi ông về đi xong rồi tôi vẫn cho ông bảo hộ luôn. Rồi cái ông Pháp nó nói bảo hộ như cũ nha, cái nó thôi bác hộ không được, giờ mới rồi bảo hộ mới chứ bảo hộ như cũ sao được đúng không, bảo vậy vậy bảo hộ mới và cũ làm sao đó. Nó có ba vấn đề sau đây: thứ nhất bảo hộ về quân đội, thứ hai bảo hộ về ngoại giao đó, bảo hộ quân đội bảo hộ bảo bảo hộ về ngoại giao nó bảo hộ về kinh tế này nọ kia kiểu vậy, thì nó chả khác gì so với trước hết, giống như nó đang cướp nước như cũ rồi, nó đang giống như cướp nước vẫn như cũ rồi, thì mình mới tiến hành một cái bước đàm phán khác. Không chịu vậy không được ông ơi, không ăn bảo hộ dùng cướp mẹ nước tôi rồi, tôi đâu có chủ quyền gì nữa đâu đó. Thì giờ nó thôi cho tôi đưa ra ý kiến như vậy, bây giờ á
tôi á phải tự chủ về quân đội, tôi phải tự chủ về ngoại giao, đúng không? Tôi phải tự chủ về tiền bạc, tất cả mọi thứ của tôi hết. Nhưng mà tôi cho phép ông đó, tôi cho phép ông vô nước tôi làm ăn về kinh tế, tôi chia phần trăm cho đó. Thiền pháp, ôi ai chơi vậy, chơi vậy bèo quá không được. Tại nhưng mà tại sao pháp nó lại đàm phán được như vậy? Tại vì lúc đó pháp nó còn mạnh, không phải nó mạnh mà nó còn anh chống lưng, nó còn anh với Mỹ chống lưng, tại nó có đồng minh, hiểu không? Xong rồi nó Việt Minh lúc đó còn yếu, nó gầy mà nó yếu, nó Việt Minh mình đàm phán vậy nó không chịu đàm qua đàm lại, tới lui xuôi ngược cũng chả được luôn. Nó xong rồi mặt trận quân sự nó lớn tới bằng những cách khác, mở ra những trận đánh chiến dịch bắt người yêu nước đồ các kiểu, hiểu không? Nên Bác Hồ nó mới có một câu, Bác Hồ mới nói một câu gì nè mấy em: chúng ta càng nhân nhượng, đúng không, bọn nó càng lớn tới. Chúng ta muốn hòa bình nhưng mà bọn chúng nó muốn chiến tranh đó. Xong rồi từ đó mới phát ra cái lời hiệu triệu kêu gọi toàn quốc kháng chiến năm 46 đó. Ai có cuốc cầm cuốc, ai có sẻng cầm sẻng, ai có súng cầm súng, ai có tay không ra đấm nó gì đó, các kiểu. Mỗi người dân là một chiến sĩ, đó, hiểu chưa? Tức là vẫn trải qua những quá trình đàm phán này nọ kia nhưng mà đàm phán không thành công, không thành công các bạn. Cái của Việt Nam muốn là gì? Là độc lập dân tộc, nó độc lập dân tộc. Chứ cái Việt Nam không muốn luồn cúi. Nếu mà luồn cúi như vậy á, thì sẽ rất là khó có cái cơ hội để mà chuyển mình, đúng không? Rất khó cơ hội là chuyển mình. Nên lúc đó, đó là Việt Nam tiếp tục đi vào kháng chiến 9 năm chống Pháp, 9 năm chống Pháp mấy em, cũng khổ lắm á, bỏ thành Hà Nội luôn mà, bỏ thành Hà Nội luôn, bạn bè đi xa, anh giữ thành Hà Nội, anh có nghe gió ngàn đang rú gọi ngoài cửa cửa ô tàu đổ những vành trăng đồ, đúng không? 10 năm Tây Bắc đồ, hiểu không? Đó, 10 năm Tây Bắc anh Pháp đó. Xong Pháp nó quýnh ghê lắm, phải giỡn đâu ba. Thằng Pháp con anh bảo kê mà, Pháp con anh bảo kê quýnh ác lắm, đùa. Theo nội tưởng ở trên bữa xuống nữa, tưởng lúc đó theo Mỹ, đúng không? Tưởng theo Mỹ các bạn. Nên lúc đó đó là khi mà Nhật đầu hàng á, là nó chia thành hai mũi, thằng Anh miền Nam, ông Tưởng ngoài Bắc, đúng không? Đồ lúc đó là mình phải gom tiền gom của đồ này nọ để gọi là cà phê cà pháo với ông Tưởng đó, không đùa đâu. Nên ông Tưởng ông ấy mắt nhắm mắt mở ông gọi là ông cho qua. Rồi xong rồi còn ông Anh ở trong này. Nên bởi vậy cái lúc đó đó, trong giai đoạn lịch sử đó, tôi em học về cái cách ngoại giao tài tình của Việt Nam để né hai cái mũi giáp công của Tưởng với của Anh. Nó có nghệ thuật, đùa đâu, cái gì cũng có giáo nó thôi à. Bởi vì mà nói nhiều khi Bác Hồ là thiên tài ngoại giao, thiên tài ngoại giao tháo gỡ vướng mắc này nọ kia các thứ, qua gặp ông Stalin này nọ trả lời trên quan điểm của mình nhưng mà không chọc ổng giận đó. Nên các bạn đừng nói rằng Mỹ không cướp đất này nọ kia, tất cả cái đều là quyền lợi hết, quyền lợi là quy ra chén cơm để mà ăn, đúng không? Còn cướp đất, đất đất nó phải đổi thành cơm được thì nó mới cướp chứ, nó có cướp sa mạc không? Thế thôi. Nên thực dân nó mới có kiểu cũ và kiểu mới. Học bài không học đi, lo học phản động, chán gì đâu. Nói nghe giống như Mỹ là kẻ tốt đó. Tốt xấu gì, dân mình mới là tốt nè. Người Việt Nam vì người Việt Nam, đất nước Việt Nam phải do người Việt Nam làm chủ, đó là đúng. Thế thôi. Pháp trong chiến tranh thế giới thứ hai có làm nên trò trống gì đâu, bị đứt gõ, đúng không? Gì? Lean body khiến người ngạo nghễ, em mê anh rồi, biết thở nào ngu đã nói.